Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo hội Hoàng Vũ của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Bản tin đặc biệt về tình hình dịch bệnh, thể hiện đức tin trong thời dịch bệnh Covid-19. <laughs> Bản tin đặc biệt về tình hình dịch bệnh. Thể hiện đức tin trong thời dịch bệnh COVID-19. Trong những ngày qua, cả thế giới đang quan tâm và lo âu trước dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona hay còn gọi là COVID-19. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức tuyên bố về tình trạng khẩn cấp trên thế giới vì dịch bệnh này. Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân. Đứng trước những tình hình này, giáo hội công giáo của chúng ta đã có những động thái cho việc phòng ngừa bệnh dịch. Đức Giáo hoàng Francisco đã tặng 600.000 khẩu trang y tế cho Trung Quốc để chống lại dịch do virus Corona đang lan rộng ở nước này. Và hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 1 trong buổi đọc kinh truyền tin tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã cầu nguyện cho các nạn nhân của dịch viêm phổi và bày tỏ sự ủng hộ của tòa thánh đối với Trung Quốc trong việc chống lại dịch bệnh này. Ngày 13 tháng 2 năm 2020 vừa qua, trang Vatican News có đưa tin về việc Giáo phận Công giáo Hồng Kông đã ban hành một thông báo chung về việc cử hành thánh lễ cũng như các cuộc tụ họp phụng vụ khác hầu tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh coronavirus. Theo bản thông cáo chung này, thì giáo phận tuyên bố đình chỉ các thánh lễ công khai vào Chúa Nhật và các ngày trong tuần từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 2 và không có phụng vụ thứ tư lễ trò, bắt đầu của mùa chay. Đức Hồng Y Chon Tong, giám quản tông tòa của giáo phận Hồng Kông, đã mô tả các biện pháp này là điều đáng tiếc, nhưng cho biết quyết định được đưa ra vì hai tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh. Vì vậy, trong thời gian này, các tín hữu được khuyến khích tham dự thánh lễ Chúa Nhật qua các kênh truyền hình, mong tất cả có thể tham gia và rước lễ thiêng liêng. Được biết, tại bán đảo Hồng Kông đã có 50 trường hợp được xác nhận là mắc siêu vi coronavirus 19 và một trường hợp tử vong. Hàng trăm người hiện đang từ cô lập hoặc được theo dõi. Trong khi đó, tại Singapore, do tình hình dịch bệnh corona gia tăng, Hội Thánh Công giáo ở Singapore cũng đã quyết định dừng tất cả các thánh lễ, kể cả ngày thường và Chúa Nhật. Bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 năm 2020, cho đến khi có những chỉ dẫn khác. Riêng tại Việt Nam, ngày 2 tháng 2 năm 2020 vừa qua, Hội đồng giám mục Việt Nam cũng đã ra thông báo về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona với những biện pháp phòng ngừa như sau. Trong các thánh lễ, giáo dân rước lễ trên tay thay vì trên miệng. Người có triệu chứng sốt và ho không nên dự lễ, có thể rước lễ thiêng liêng. Giới hạn hết sức có thể các lễ hội và những cuộc hành hương đông người trong thời gian dịch bệnh chưa được ngăn chặn. Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước những thông báo này, vẫn có những nhận định trái chiều từ phía cộng đồng dân Chúa rằng có nên rước lễ bằng tay hay không? Đức tin ở đâu khi chúng ta sợ sệt như vậy? Trong huấn thị Redemptionis Sacramentum số 92 viết như sau: Mọi tín hữu theo họ chọn luôn luôn có quyền rước lễ bằng miệng. Nếu người rước lễ muốn nhận thánh thể bằng tay trong những miền mà hội đồng giám mục cho phép, với sự xác nhận của tông tòa có thể ban mình thánh cho họ. Từ năm 1996, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã cho phép tín hữu được rước lễ bằng tay, tuy nhiên các ngài vẫn khuyến khích rước lễ theo hình thức cũ. Tuy nhiên, trước đại dịch COVID-2019 đang hoàn hành, với tỷ lệ người mắc bệnh và số ca bệnh tử vong gia tăng rất khó ứng phó, nhất là tại Trung Quốc. Trên thế giới, tính cho đến nay, ngày 15 tháng 2 năm 2020, đã có 67.100 ca bị nhiễm và 1.526 ca bệnh đã tử vong. Riêng tại Việt Nam, đến thời điểm này, ngày 15 tháng 2 năm 2020, cũng đã ghi nhận 16 trường hợp dương tính với virus corona. Thiết nghĩ, việc các vị hữu trách và các đấng bản quyền có những động thái về phòng dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng là một sự quan tâm sâu sắc và cấp thiết. Vì thế, những ai chưa hoặc không có thói quen trước lễ bằng tay cũng nên mạnh dạn thực hiện hành vi này. Một hành vi đạo đức được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay cũng chính là cách thế thể hiện đức tin của mình vào Thiên Chúa và đức vâng lời của mình đối với đấng bản quyền. <laughs> một điểm tin giáo hội hoàng vũ của trang thông tin giáo phận phú cường đến đây là hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại vào những bản tin lần sau